Unit 7, Environment Protection. A Close Look To. Ở cái phần A Close Look To này thì chúng ta sẽ có một số từ vựng như sau. Cross. Động từ, băng qua. Slippery. Tính từ, trơn trượt. Connector. Danh từ, sự kết nối, sự liên kết. When. Liên từ, nghĩa là khi. Till. Until. Có nghĩa là cho đến khi. Giới từ. Nó cũng là một cái liên từ. As soon as. Liên từ. Ngay khi. While. Liên từ. Trong khi. Before. Trước khi. Liên từ. After. Sau khi. Get back. Trở lại, trở về. Make sure. Chắc chắn, bảo đảm. Lock. Động từ, khóa. Lock the door. Khóa cửa. Permit. Danh từ, sự cho phép, giấy phép. Guard. Danh từ, bảo vệ. Forest Guard Unit. Đội bảo vệ rừng. The bushfire. Cháy rừng. Lay the table. Dọn bàn. Light bulb. Bóng đèn điện. Right after. Ngay sau khi. Conical hat. Nón lá. Novel. Danh từ, tiểu thuyết. Tornado. Danh từ, lốc xoáy. Hit. Động từ, đập, đánh, ập đến, ập tới. Chủ điểm ngữ pháp ở bài này thì chúng ta sẽ học về câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Câu phức là gì? Câu phức là một cái câu bao gồm một mệnh đề độc lập, independent clause, được viết tắt bằng chữ EC, và có ít nhất một mệnh đề phụ thuộc, dependent clause, viết tắt bằng chữ DC, được liên kết với nhau. Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc những cái liên từ phụ thuộc. Ở đây chúng ta có ví dụ như sau. The road was slippery when it rained. Những con đường thì trở nên trơn trượt khi mà trời mưa. Thì ở đây người ta cho mình hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất, the road was slippery. Đây được gọi là mệnh đề độc lập. When it rained được gọi là mệnh đề phụ thuộc. Vì sao? Vì ở đây nó có liên từ nối về thời gian. When. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là được gọi là mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cho thấy khi điều đó, điều gì đó xảy ra, và nó thường được giới thiệu bằng những cái từ nối chỉ thời gian như là before, after, when, why, till, until, as soon as. Before có nghĩa là sau, trước khi, after là sau khi, when có nghĩa là khi, while trong khi, until là cho đến khi, và as soon as là ngay khi. Chúng ta có câu ví dụ, as soon as they arrive, we'll have lunch. Ngay khi họ đến thì chúng tôi sẽ ăn trưa. Ở đây chúng ta có cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, as soon as, thì cái đây, mệnh đề này chúng ta được gọi là mệnh đề phụ thuộc. Còn mệnh đề chính thì được gọi là mệnh đề độc lập. Vậy chúng ta phân biệt được mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề độc lập như thế nào? Khi mà có những cái liên từ nối chỉ thời gian thì chúng ta được gọi là mệnh đề phụ thuộc DC, và còn mệnh đề còn lại được gọi là mệnh đề độc lập IC. Dựa vào cái cấu trúc ngữ pháp này thì chúng ta sẽ vận dụng làm những bài tập ở bên dưới. Activity 1. Read the sentence and write IC if the underlined clause is an independent clause or DC if it is a dependent clause. Hãy đọc những câu sau và viết IC nếu cái mệnh đề gạch chân là một mệnh đề độc lập, và DC nếu mệnh đề gạch chân là một mệnh đề phụ thuộc. Cách phân biệt cái mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc thì chúng ta đã nói ở bên trên. Bây giờ chúng ta phải vận dụng những kiến thức chúng ta đã học để chúng ta hoàn thành bài tập bên dưới nhé. Ví dụ, người ta cho mình ví dụ như sau. You must be careful when you cross the street. Bạn phải cẩn thận khi mà bạn băng qua đường. Thì ở đây cái mệnh đề được gạch chân, chúng ta nhìn thấy có liên từ nối chỉ thời gian when. Thì chúng ta xác định đây chính là một mệnh đề phụ thuộc, nên chúng ta sẽ biết ở đây là DC, dependent clause. Number 1,
I'll wait for you here until you get back. Tôi sẽ đợi bạn ở đây cho đến khi bạn quay trở lại. Thì cái mệnh đề gạch chăng ở đây chúng ta không nhìn thấy cái liên từ nối chỉ thời gian. Thì đó chính là mệnh đề độc lập. I see. Number two. Make sure you lock the door when you go out. Hãy chắc rằng bạn đã khóa cửa khi mà bạn ra khỏi nhà. Cái mệnh đề gạch chăng này, when you go out này, có cái liên từ nối chỉ thời gian. Thì đây chính là mệnh đề phụ thuộc. DC. Number three. You must get a permit before you build a campfire at a national park. Bạn phải có được sự cho phép trước khi bạn đốt lửa trại ở công viên quốc gia. Thì ở cái mệnh đề gạch chăng này, chúng ta không có liên từ nối chỉ thời gian. Nên đây chính là mệnh đề độc lập. I see. Number four. Don't use too much water while you are having a shower. Đừng có sử dụng quá nhiều nước trong khi bạn tắm. Thì ở đây chúng ta có từ while. Đó là có liên từ nối chỉ thời gian. Nên chúng ta sẽ... Mệnh đề này chính là mệnh đề phụ thuộc. DC. Number five. As soon as my friends come, we will pick up rubbish on the beach. Ngay khi bạn của tôi đến thì chúng tôi sẽ nhặt rác ở trên biển. Ở đây chúng ta có từ as soon as ở cái mệnh đề gạch chăng này. Nên chính đây chính là mệnh đề phụ thuộc DC. Activity 2. Choose A, B or C to complete each sentence. Hãy chọn A, B hoặc là C để hoàn thành mỗi câu sau. Number 1. I was not at home. He came to see me yesterday. Tôi không có ở nhà. Anh ấy đến gặp tôi vào hôm qua. Ở đây chúng ta có bài đáp án. A, when là khi. B, until cho đến khi. C, as soon as, ngay khi. Vậy thì dựa vào cái nghĩa của cái câu thì chúng ta sẽ chọn đáp án A. Khi. Tôi không ở nhà khi anh ấy đến gặp tôi vào hôm qua. Câu số 2. Number 2. We called the forest gate unit. We stopped the bird fire. Chúng tôi đã gọi cho đội bảo vệ rừng. Chúng tôi nhìn thấy đám cháy. A. As soon as. Ngay khi. B. While. Trong khi. C. Until. Là cho đến khi. Chúng tôi gọi đội bảo vệ rừng ngay khi chúng tôi nhìn thấy đám cháy. Thì đó nó sẽ hợp nghĩa hơn. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án A. Number 3. I went straight to the gym. I left home. Tôi đi thẳng đến phòng tập gym. Tôi rời khỏi nhà. Câu A. While, trong khi. Câu B, before là trước khi. Và C là after, sau khi. Và dựa vào cái nghĩa của câu thì chúng ta sẽ thấy nghĩa nào phù hợp. Đó chính là sau khi tôi rời khỏi nhà thì tôi đã đi thẳng đến phòng tập gym. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Number 4. You can stay with us. You find a suitable place to stay. Bạn có thể để ở đây với chúng tôi. Bạn tìm được nơi thích hợp để ở. A. As soon as, ngay khi. B. Before, trước khi. C. Until, cho đến khi. Thì dựa vào ngữ cảnh của câu thì chúng ta sẽ thấy cái từ nào phù hợp. Bạn có thể ở đây với chúng tôi cho đến khi bạn tìm được một cái chỗ thích hợp để ở. Nên chúng ta sẽ sử dụng câu C. Until. Number 5. We cleaned up everything at the campsite we left. Chúng tôi đã dọn dẹp mọi thứ ở nơi cắm trại. Cái gì đó chúng tôi rời đi. A. Until, cho đến khi. B. Before, trước khi. Và C. While, là trong khi. Thì cái ngữ cảnh của câu này chúng ta sẽ thế từ nào phù hợp? Chúng tôi đã dọn dẹp mọi thứ ở nơi cắm trại trước khi chúng tôi rời đi. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án B. Before. Activity 3. Match clause in the two columns to form complete sentences. Hãy nối mệnh đề ở hai cột để tạo thành câu phức. Number 1. We will clean up the beach. Chúng ta sẽ dọn dẹp biển. Number 2. Don't forget to turn off the light. Đừng quên tắt đèn. Number 3. You have to sell your ticket. Bạn phải đưa vé của bạn ra. Number 4. Can you help me light the table? Bạn có thể giúp mình dọn bàn. Number 5. Thomas Edison keep trying. Thomas Edison thì đang cố gắng thử nghiệm cái gì đó. Câu A. Until he makes a successful light bulb. Cho đến khi ông ấy chế tạo thành công bóng đèn điện. Thì câu nào sẽ phù hợp nhất? Đó chính là ông Thomas Edison này tiếp tục làm thử nghiệm cho đến khi ông ấy tạo thành công cái bóng đèn điện. Chúng ta sẽ nối câu số 5 với câu A. B. As soon as it stops raining. Ngay khi trời dừng mưa.
thì câu nào sẽ phù hợp? À, chúng ta sẽ dọn dẹp biển ngay khi trời ngừng mưa. Chúng ta sẽ nối câu 1 với câu B. Câu C. Why I'm cooking the soup? Trong khi tôi đang nấu muốn súp. Thì câu nào sẽ là câu phù hợp? À, chúng ta sẽ tìm thấy câu số 4. À, bạn có thể giúp tôi dọn bàn trong khi tôi đang nấu muốn súp được không? Nên chúng ta sẽ nối câu số 4 với câu C. Câu D. Before you go out. Trước khi bạn đi ra ngoài, thì trước khi đi ra ngoài thì là gì? À, bạn đừng quên tắt đèn nhé. Chúng ta sẽ nối với câu D này với câu số 2. Câu cuối cùng, câu E. When you get on the train. À, khi bạn bước lên tàu, thì khi bước lên tàu thì bạn phải làm gì? Bạn phải đưa vé. Chúng ta sẽ nối câu E này với câu số 3. Nhìn lên màn hình các em kiểm tra lại đáp án thử có đúng hay không nhé. Câu 1 sẽ nối với câu B. Câu 2 nối với câu D. Câu 3 nối với câu E. Câu 4 nối với câu C. Câu 5 nối với câu A. Activity 4. Combine each pair of sentences using the conjunction in brackets. Hãy nối những cặp câu sử dụng những liên từ nối được cho ở trong khung. Bài này thì chúng ta sẽ sử dụng những liên từ nối ở những được cho ở trong khung để nối lại hai câu này lại với nhau. Number 1. I arrive at the station. I will call you right after. À, tôi đến nhà ga, tôi sẽ gọi cho bạn ngay. Ở đây người ta cho mình liên từ nối as soon as là ngay khi. À, ở đây cô sẽ có hai cách. Thứ nhất là cô sẽ đặt as soon as đứng ở đầu, và cách thứ hai là cô đặt as soon as đứng ở giữa. Và chúng em nhớ nè, khi mà đặt as soon as ở đầu thì các bạn phải cho dấu phẩy ở giữa để tách hai mệnh đề nhé. Cô sẽ viết lại câu này như sau. As soon as I arrive at the station, I will call you. Ở cái câu số 2, cách viết thứ hai thì chúng ta đặt as soon as ở giữa. Cô sẽ viết lại câu này. I will call you as soon as I arrive at the station. Ngay sau khi tôi đến nhà ga thì tôi sẽ gọi cho bạn. Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi đến nhà ga. Number 2. Many Vietnamese women wear conical hats. They work in the field. À, nhiều phụ nữ Việt Nam thì đội nón lá. À, họ làm việc trên cánh đồng. Người ta cho mình liên từ nối là when. Ở đây mình sẽ đặt cái từ when này ở giữa. Chúng ta sẽ tạo thành một câu như sau. Many Vietnamese women wear conical hats when they work in the field. Nhiều người phụ nữ Việt Nam đội nón lá khi họ làm việc trên cánh đồng. Number 3. My father taught me how to use the computer. Then he bought one for me. À, ba của tôi dạy cho tôi cách sử dụng máy tính như thế nào. Sau đó ông ấy mua cho tôi một cái. Chúng ta có từ before. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái từ before này ở giữa và ở đầu. Cô sẽ đặt câu ở giữa như sau. My father taught me how to use the computer before he bought one for me. Ba tôi dạy cho tôi cách sử dụng máy tính như thế nào trước khi ông ấy mua cho tôi một cái. Ở đây chúng ta có từ one này, người ta không lặp lại cái từ computer thì người ta có thể dùng từ one. Cách số 2 chúng ta sẽ đặt before đầu. Before my father bought me a computer, he taught me how to use it. À, trước khi ba tôi mua máy tính cho tôi thì ông ấy đã dạy cho tôi cách sử dụng như thế nào. Number 4. Nick is reading a novel. Chad is reading a cartoon. Nick thì đang đọc tiểu thuyết, Chad thì đang đọc truyện tranh. Chúng ta có liên từ nó là while. Thì từ while có hai vị trí, chúng ta có thể đặt đầu hoặc là đặt ở giữa. Thì khi mà chúng ta đặt ở đầu thì chúng ta sẽ có dấu phẩy ngăn cách hai mệnh đề. Còn khi chúng ta đặt ở giữa thì sẽ không có dấu phẩy. Cô sẽ viết lại hai cách như sau. While Nick is reading a novel, Chad is reading a cartoon. Cách thứ hai. Nick is reading a novel. Why Chad is reading a cartoon? Trong khi Nick thì đọc tiểu thuyết thì Chad đang đọc truyện tranh. Nick đang đọc tiểu thuyết trong khi Chad đang đọc truyện tranh. Number 5. The tornado hit. There were only a few houses left standing. Khi mà cơn lốc xoáy đập vào thì chỉ còn có một vài ngôi nhà thì còn đứng vững. Chúng ta có từ after. Thì tương tự after này chúng ta sẽ đặt hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta đặt ở đầu hoặc là chúng ta có thể đặt ở giữa. Và các em nhớ là đặt ở đầu thì chúng ta sẽ có dấu phẩy ngăn cách giữa hai mệnh đề nhé. Cô viết cách đặt ở đầu trước. After the tornado hit, there were only a few houses left standing. Sau khi lốc xoáy đập vào thì chỉ còn có một vài ngôi nhà còn đứng vững. Hoặc là cách thứ hai cô đặt after ở giữa. There were a few houses left standing after the tornado hit.
Activity 5, game, matching game. Đây là phần trò chơi nói. Working to groups A and B. Group A write men's clauses. Group B write at first clauses of time. Do they match? Are there any funny sentences? Hãy làm việc theo hai nhóm, nhóm A và nhóm B. Nhóm A thì viết ra những mệnh đề chính. Nhóm B thì viết ra các mệnh đề chỉ thời gian. Mệnh đề chính là chúng ta là mệnh đề về mệnh đề độc lập. Còn nhóm B là viết ra những mệnh đề chỉ thời gian. Chúng có nói với nhau không? Và có một số câu buồn cười đúng không? Thì đối với cái trò chơi này thì nhóm A sẽ đưa ra những cái mệnh đề chính và nhóm B sẽ đưa ra những cái mệnh đề chỉ thời gian. Sau đó chúng ta sẽ nói lại xem thử có nghĩa hay không, nó có gây buồn cười hay không. Chúng ta nhìn vào ví dụ, ở đây có bạn bạn này của nhóm A, bạn nam của nhóm A đưa ra cái câu là gì? You must be careful, bạn phải cẩn thận. Và bạn của nhóm B đưa ra là when you cross the street, khi mà bạn băng qua đường. Thì hai câu này nối lại với nhau nó có nghĩa tương tự, thì chúng ta sẽ đặt một số, hai nhóm sẽ đặt một số câu và dò xem kết quả của nhóm B ghép lại có đúng nghĩa hay không. Thì ở đây cô có một số gợi ý như sau. Ví dụ như bạn A đưa ra đáp án, nhóm A đưa ra đáp án là turn off the faucet. Và nhóm B có nói là when you are not in here, tắt những cái vòi nước. Thì bạn A đưa ra đáp án là khi bạn không sử dụng. Nhóm lại nó có nghĩa. Hoặc là it's dangerous, thật là nguy hiểm. When you ride your bike too fast, khi mà bạn đi xe quá nhanh. Thì vậy như một nhóm A đưa ra một cái dữ liệu và nhóm B ghép cái câu còn lại. Hoặc là the train had left when Tom arrived, cái tàu đã rời khỏi khi mà Tom đến. Thì tương tự các em có thể đặt ra nhiều câu hỏi hơn và câu trả lời để chúng ta tạo thành những cái câu phức có nghĩa nhé. Communicate. Ở cái phần communication này thì chúng ta sẽ có một số từ vựng như sau. Zoo. Danh từ sở thú. Planet. Danh từ hành tinh. Movement. Danh từ hoạt động, phong trào. Moreover. Trạng từ hơn nữa, ngoài ra. Continue. Tiếp tục làm cái gì đó, sau nó cộng với một động từ thêm in. Save. Động từ cứu. Electricity. Danh từ điện. Earth Day. Ngày trái đất. Clarification. Danh từ sự rõ ràng, dễ hiểu. I get it now. Mình hiểu rồi. Unit 7. Environmental Protection. Page 76. Communication. Everyday English. Asking for clarification. Activity 1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. Hey Linda, what does endangered species mean? Endangered species are animals in the wild that face a high risk of extinction. And what do you mean by in the wild? That means animals that live in their natural habitats, not in zoos. Oh, I get it now. Thanks, Linda. Activity 2. Working spare. Make similar consideration to F4 and give clarification for the following. Hãy làm việc theo cặp. Hãy làm đoạn hội thoại tương tự để hỏi và giải thích rõ ràng những điều dưới đây. Ở đây chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất là single use products, những cái sản phẩm sử dụng một lần. Ý thứ hai là global warming, sự nóng lên toàn cầu. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái bài số 1 để chúng ta tạo một cái đoạn hội thoại tương tự như vậy. Thì ở đây cô có làm một bài mẫu như sau, mời các em tham khảo nhé. Đây là cuộc trò chuyện giữa hai bạn, bạn An và bạn Bình. Hi Bình, what does single use products mean? Này Bình, những sản phẩm dùng sử dụng một lần có nghĩa là gì? Single-use products are products made to be used once only. Những sản phẩm sử dụng một lần là những cái sản phẩm được sản xuất chỉ để sử dụng một lần.
and what the global warming mean? Và cái sự nóng lên toàn cầu có nghĩa là gì? It is the increase in the atmosphere temperatures caused by the rise of gases, especially carbon dioxide. Đó chính là sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển do sự tăng của các loại khí, đặc biệt là khí CO2. Oh, thank you. Cảm ơn bạn nhé. Activity 3. Read the basics and tick the correct answers. Hãy đọc đoạn văn và hãy tick vào những câu trả lời đúng. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn văn, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn văn này là gì và chúng ta sẽ làm cái phần bài tập tick vào những câu trả lời đúng. Every year, on 22nd April, more than 190 countries celebrate Earth Day to protect the planet. Mỗi năm, vào ngày 22 tháng 4, có hơn 190 nước tổ chức Ngày Trái Đất để bảo vệ hành tinh. The first Earth Day started in 1970 in America. Ngày Trái Đất đầu tiên đã bắt đầu vào năm 1970 ở nước Mỹ. Today, more than 1 billion people participating in Earth Day activities each year, making it one of the largest movements. Ngày nay, có hơn 1 tỷ người tham gia vào các hoạt động Ngày Trái Đất mỗi năm, đã làm cho nó trở thành một trong những hoạt động lớn nhất. By taking part in activities like picking up litter and planting trees, you can help protect nature and in the environment. Bằng việc tham gia vào những cái hoạt động như là nhặt rác và trồng cây thì bạn có thể giúp bảo vệ thiên nhiên và môi trường. You can also do things like buying green products and practicing the tree arts. Bạn cũng có thể làm nhiều thứ như là mua những cái sản phẩm xanh, ở những cái sản phẩm thân thiện với môi trường ấy, và thực hành 3R. We can celebrate Earth Day and protect the Earth at the same time. Chúng ta có thể tổ chức Ngày Trái Đất và bảo vệ Trái Đất cùng một lúc. Moreover, we should continue doing things to save the Earth every day of the year. Hơn thế nữa, chúng ta cũng nên tiếp tục làm nhiều thứ để bảo vệ Trái Đất mỗi ngày. Sau khi chúng ta đã đọc và tìm hiểu được nội dung của đoạn văn, thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi bên dưới. What activity do people do on Earth Day? Những hoạt động mà mọi người làm vào Ngày Trái Đất là gì? Ở đây người ta cho mình 5 hoạt động và mình xem thử trong 5 hoạt động này hoạt động nào được đề cập đến trong đoạn văn thì chúng ta sẽ tích vào và không đề cập đến thì chúng ta sẽ không tích. Hoạt động thứ nhất, picking up litter, nhặt rác thì trong đoạn văn có đề cập hay không? Trong đoạn văn có đề cập là by taking part in activity like picking up litter. Có đề cập nên chúng ta sẽ tích vào. Number 2, protecting endangered species, bảo vệ những cái loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng thì trong này không đề cập nên chúng ta sẽ không tích. Number 3, planting trees, trồng cây thì tiếp tục cái đoạn lúc nãy thì chúng ta cũng có một cái dữ liệu là gì? By taking part in activities like picking up litter and planting trees. Trong này có đề cập nên chúng ta sẽ tích vào. Number 4, buying green products, mua những cái sản phẩm xanh thì trong đây bài có đề cập hay không? Chúng ta tìm thấy thông tin cái đoạn là you can also do things like buying green products. Chúng ta sẽ tích vào. Number 5, helping neighbors, giúp đỡ hàng xóm, giúp đỡ khu phố thì câu này không đề cập đến nên chúng ta sẽ không tích vào. Activity 4, mark the activities people do on Earth Day with their results. Hãy nói những hoạt động mà mọi người làm trong Ngày Trái Đất với kết quả của nó. Ở đây người ta cho mình hai cột. Cột thứ nhất là từ câu 1 đến câu 4 và cột thứ hai là từ câu A đến câu D. Việc của chúng ta là chúng ta sẽ tìm và nối những cái hoạt động này với những cái kết quả của mọi người làm trong Ngày Trái Đất. Chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ làm nhé. Number 1, planting trees, trồng cây. Number 2, buying green products, mua những sản phẩm xanh. Number 3, picking up litter, nhặt rác. Number 4, turning off the lights, tắt đèn. Ở câu A, making our environment clean, producing pollution, làm cho môi trường của chúng ta sạch và giảm đi sự ô nhiễm thì đó chính là gì? Đó chính là những hoạt động nhặt rác thì làm cho môi trường sạch
và giảm sự ô nhiễm, chúng ta sẽ nối câu A này với câu số 3. B. Reducing global warming, protecting animal habitats. Giảm đi sự nóng lên toàn cầu, bảo vệ môi trường sống của động vật. Cái hành động nào? Đó chính là hành động trồng cây. Chúng ta sẽ nói câu B này với câu số 1, planting trees. C. Saving electricity to stay natural resource. Tiết kiệm điện để bảo vệ cái nguồn tài nguyên. Thì chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ tắt những cái đèn để chúng ta tiết kiệm điện để mà bảo vệ được cái nguồn tài nguyên. Thì nhiên, chúng ta sẽ chọn câu C này nói với câu số 4. D. Improving our health. Reducing pollution, cải thiện sức khỏe, giảm đi sự ô nhiễm. Đó chính là sử dụng những cái sản phẩm xanh, buying green products. Chúng ta sẽ nói với câu 2 với câu D nhé. Activity 5, working pairs. Ask and answer about the thing you and your friends do on a date. Hãy làm việc theo cặp, hãy hỏi và trả lời về những cái điều mà bạn, em và em làm vào ngày trái đất. Ở đây người ta cho mình ví dụ minh họa như sau. Cuộc trò chuyện giữa bạn A và bạn B. Now, what do you do on Earth Day? Bạn làm gì vào ngày trái đất? Bạn B trả lời, we pick up litter and clean the streets. And you? Chúng tôi nhặt rác và dọn dẹp đường phố. Còn bạn thì sao? Tiếp tục thì chúng ta sẽ viết thêm cái ý của ví dụ này như sau. We plant trees in our school and we go around picking up rubbish in our areas. Chúng tôi trồng cây trong sân trường và chúng tôi đi xung quanh để nhặt rác trong khu vực. So great! We also try to raise people awareness by hosting a small event about recycling and reducing our carbon footprint. Thật là tuyệt! Chúng tôi cũng cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người bằng cách tổ chức những cái sự kiện nhỏ về cái việc tái chế và giảm cái lượng dấu chân carbon của chúng ta. It's great that we all do our best to take care of our earth. Thật là tuyệt vời khi tất cả chúng ta đều góp phần chăm sóc trái đất của chúng ta. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.